Hello, chào anh em. Em giao lưu với anh em một con cát sắt tua chậm lớn kim Makita ha. Con này đời mới ha, nó giống hàng chính hãng nha anh em. Những con trước em bán thì nó là đời cũ ha, nó không giống hàng chính hãng ha. Con này đời mới. Nó hơn cái hàng đời cũ một cái là nó có cà te bảo vệ lưỡi ha. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó có cái nó gọi là chỉnh 45 độ nhanh đó nè. Để tô kẹp phôi nhanh nè ha, chỉnh 45 độ nhanh nè. Đó. Đó, chỉnh 45 độ rất là nhanh ha. Chỉ cần kéo cái cần đó là anh em chỉnh 45 độ được ha. Rồi nó có cái cặp te bảo vệ lưỡi. Đó, anh em đè xuống nè. Đó. Nhưng mà con này nó dở hơn con tua chậm có một chỗ là nó không có thắng. Con này không có thắng ha. Con đời cũ thì nó có thắng, con này nó không có thắng. Rồi em giới thiệu con số máy cho anh em xem ha. Máy cắt tua chậm với kim Makita NLC 1230 ha. Điện 120V ha. Hàng này hàng Nhật xuất Mỹ nha anh em. À, 120V là hàng ở Mỹ nó xài chỉ điện 120V ha. Công suất là 1450W ha, dòng tua 1300 vòng. Đó. Con này là em đã mở bên trong ra rồi ha, em mở ra em mới chụp hình ruột gan lại anh em xem ha. Con này là gần như mới luôn anh em ha. Cái cặp thang của nó là cái chân nó có khía 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 là cặp thang này, cái chân nó còn luôn đó, còn cái khía đó luôn, nó chưa mòn hết nữa. Con này còn cực kỳ đẹp ha. À, lưỡi của nó là lưỡi 305 ha, lưỡi trong máy của nó là 80 răng ha, 305 80 răng nha nè. Lưỡi còn rất là đẹp ha, chưa mẻ răng nào ha. Này anh em có thể kéo cái cần này ra dài hơn đó, để gặt cho nó có thế hơn ha. Đó. Rồi em test máy lên xem ha. Này nó có khóa hàng còn nha anh em. Em nhấn cái này xuống mới bóp còi được nha. Máy này còn cực kỳ đẹp, nó còn rất là mới nha. Cắt cất ngọt anh em ha. Rồi, con này em giao lưu với anh em giá là 5,5 triệu cộng ship anh em ha. Chào anh em.